U23 Việt Nam, U23 Thái Lan, 19h ngày 22 tháng 2, chờ đợi màn trình diễn đẹp mắt. U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Thái Lan vào lúc 19 giờ ngày 22 tháng 2, lượt trận cuối cùng bảng C giải U23 Đông Nam Á 2022. Đây là cơ hội tốt để U23 Việt Nam kiểm chứng sức mạnh thật sự trước đối thủ hàng đầu khu vực. Chưa bao giờ, người hâm mộ lại chờ đợi trận đấu của U23 Việt Nam, nòng cốt là U21 như bây giờ. Ở trận mở màn, U23 Việt Nam đã hủy diệt Singapore với tỷ số 7-0. Hàng tấn công của Việt Nam để lại ấn tượng mạnh, với khả năng kết thúc tình huống xuất sắc. Các cầu thủ U23 Việt Nam được chờ đợi tiếp tục thể hiện màn trình diễn tốt trước U23 Thái Lan, dù gặp tổn thất về lực lượng do COVID-19. Một số cá nhân thi đấu ấn tượng, như đội trưởng Dũng Quang Nhao với một bàn thắng và hai pha kiến tạo, cùng lối chơi quá chững chạc so với lứa tuổi. Đội trưởng U23 Việt Nam nhận tin người thân qua đời ngay trước trận đấu, nhưng vẫn thể hiện tinh thần thi đấu tuyệt vời. Hay khả năng tận dụng cơ hội của tiền đạo Nguyễn Văn Tùng cũng rất đáng khen ngợi. Tất cả tạo nên một bữa tiệc bóng đá mãn nhãn cho người hâm mộ nước nhà. Tuy nhiên, U23 Singapore không có lực lượng tốt nhất do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Do đó, chiến thắng của U23 Việt Nam phần nào bớt đi sự lung linh. Cuộc đối đầu với U23 Thái Lan ở lượt trận cuối cùng bảng C chính là cơ hội để các cầu thủ trẻ Việt Nam thêm một lần nữa khẳng định bản thân trước đội bóng nhiều duyên nợ. Trong khi đó, U23 Thái Lan cũng có được chiến thắng nhẹ nhàng trước Singapore ở lượt trận đầu tiên. Họ sở hữu lối chơi kiểm soát, tận dụng những tình huống phối hợp nhỏ tương đồng với đội tuyển quốc gia nước này. Các cầu thủ tấn công giàu kỹ thuật được dự đoán sẽ gây ra nhiều khó khăn cho hàng thủ U23 Việt Nam, vốn vẫn còn những tình huống thi đấu chưa tốt. Đây sẽ là trận đấu rất ngang tài ngang sức và có chất lượng chuyên môn cao. Thành tích đối đầu. Các thế hệ U23 Việt Nam đã thắng 2, hòa 2 trong 5 năm gần đây khi gặp U23 Thái Lan. Ở vòng loại U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam đã giành chiến thắng 4-0 trước U23 Thái Lan. Đây là trận thắng đậm nhất lịch sử của Việt Nam trước Thái Lan ở mọi lứa đội tuyển. Trước đó, loạt trận cuối cùng của bảng A giải U23 Đông Nam Á 2022 đã có bất ngờ xảy ra. Chủ nhà U23 Campuchia bất ngờ thua U23 Timor-Leste và đánh mất ngôi đầu vào tay đối thủ. Kết quả này đồng nghĩa với việc U23 Việt Nam 99% giành vé vào bán kết U23 Đông Nam Á 2022. Các học trò của huấn luyện viên Đinh Thế Nam chỉ bị loại khi để thua Thái Lan với tỷ số 0-8. Ngược lại, nếu U23 Việt Nam thắng với tỷ số 3-0, Thái Lan sẽ bị loại để nhường vé cho đội chủ nhà Campuchia. Thông tin lực lượng. U23 Việt Nam đang đối mặt với khó khăn về lực lượng khi 11 cầu thủ đã xác định nhiễm hoặc nghi nhiễm COVID-19. Ban huấn luyện đã đề xuất gọi bổ sung 6 cầu thủ gồm Phan Tuấn Tài, Việt Teo, Đinh Quý Quảng Nam, Vũ Đình Hai Phù Đồng, Huỳnh Tiến Đạt, Hoàng Anh Gia Lai, Nguyễn Thanh Nhân Hoàng Anh Gia Lai và Trần Bảo Toàn, Hoàng Anh Gia Lai. Đội hình dự kiến: U23 Việt Nam, Ilaini, Quang Thịnh, Thanh Khôi, Quang Nho, Xuân Tiến, Văn Tùng, Văn Thắng, Xuân Quyết, Văn Hữu, Văn Sơn, Duy Cương. U23 Thái Lan, Narongsak, Thavachai, Chonapat, Waris, Anusak, Sitha, Kakaner, Thanavat, Kroekphon, Nithitphon, Teerasak. Nhóm cầu thủ bổ sung từ Việt Nam có mặt ở Campuchia đúng vào ngày diễn ra trận đấu. Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF Lê Hoài Anh khẳng định các cầu thủ bổ sung sẽ kịp hoàn tất các thủ tục để ra sân thi đấu. Trong khi đó, U23 Thái Lan có đội hình mạnh nhất trước trận cầu có ý nghĩa quyết định này. Dự đoán tỷ số U23 Việt Nam 3-0 U23 Thái Lan. U23 Việt Nam, U23 Thái Lan, 19h ngày 22 tháng 2, chờ đợi màn trình diễn đẹp mắt. U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Thái Lan vào lúc 19 giờ ngày 22 tháng 2, lượt trận cuối cùng bảng C giải U23 Đông Nam Á 2022. Đây là cơ hội tốt để U23 Việt Nam kiểm chứng sức mạnh thật sự trước đối thủ hàng đầu khu vực. Chưa bao giờ, người hâm mộ lại chờ đợi trận đấu của U23 Việt Nam, nòng cốt là U21 như bây giờ. Ở trận mở màn, U23 Việt Nam đã hủy diệt Singapore với tỷ số 7-0. Hàng tấn công của Việt Nam để lại ấn tượng mạnh, với khả năng kết thúc tình huống xuất sắc. Các cầu thủ U23 Việt Nam được chờ đợi tiếp tục thể hiện màn trình diễn tốt trước U23 Thái Lan, dù gặp tổn thất về lực lượng do COVID-19. Một số cá nhân thi đấu ấn tượng, như đội trưởng Dũng Quang Nhao với một bàn thắng và hai pha kiến tạo, cùng lối chơi quá chững chạc so với lứa tuổi. Đội trưởng U23 Việt Nam nhận tin người thân qua đời ngay trước trận đấu, nhưng vẫn thể hiện tinh thần thi đấu tuyệt vời. Hay khả năng tận dụng cơ hội của tiền đạo Nguyễn Văn Tùng cũng rất đáng khen ngợi. Tất cả tạo nên một bữa tiệc bóng đá mãn nhãn cho người hâm mộ nước nhà. Tuy nhiên, U23 Singapore không có lực lượng tốt nhất do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Do đó, chiến thắng của U23 Việt Nam phần nào bớt đi sự lung linh. Cuộc đối đầu với U23 Thái Lan ở lượt trận cuối cùng bảng C chính là cơ hội để các cầu thủ trẻ Việt Nam thêm một lần nữa khẳng định bản thân trước đội bóng nhiều duyên nợ. Trong khi đó, U23 Thái Lan cũng có được chiến thắng nhẹ nhàng trước Singapore ở lượt trận đầu tiên. Họ sở hữu